Con bự thì nó ra bự chứ đâu, không lẽ bự ra nhỏ. Tươi với ra chiều đẹp, tươi với ra cười tươi quá. Mưa bảy bả quá, ngoài ngoài cỏ đi chơi, chiều đi chơi cả nhà. Ngoài lên mô gì trọng gì? À vậy ha. Sen sen vô ha. Giờ đi lên sóng trên hả? Trời ơi, chiều chạy xe đạp đi chơi. Sao có tật mẹ quen ha. Con đuôi con này nó chạy lên là mừng quá hú. Chưa để mày mà thủ thế hả con? Rồi leo lên đi. Từ từ nha, đừng có gặt xe quá nha, ngã nha con. Rồi chưa? Ông định tư thế chưa? Rồi nè, đưa mặt qua đây con. Đưa mặt qua nè. Xin chào cả nhà đang xem video của Ngân nha. Bây giờ là 5 giờ chiều. Ngân với bé Su là chạy xe một vòng đi hóng mát nha cả nhà. Ngân đang ở quê mẹ của Ngân ở Vĩnh Long á cả nhà. Ở đây là Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ngân về quê mẹ chơi hổm gài á, cái cũng chưa có đi đoạn đường này nữa nè, đoạn đường trước cửa nhà Ngân nè cả nhà. Ý là hôm bữa thì chưa có làm đường xong, còn đường đất á chạy xe không có được. Rồi giờ làm đường hoàn chỉnh này, làm xong xuôi hết rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng vô trong đó coi là khám phá coi là đoạn đường nó như thế nào nha. Trong hướng vô đó là hướng vô chợ, chợ xã cả nhà. Nè. Con đường này là đường nông thôn mới, nói chung là đường mới vừa làm vừa hoàn thành xong cũng được một tuần hay gì cũng cỡ đó, một tuần hơn ạ. Giờ mình đi nha cả nhà. Về nhà mẹ con chơi thẳng gầy mà cũng chưa có chạy xe đường này đi vô chợ nữa, đi đường kia không. Bởi vì đường này còn khúc chưa có làm xong á, không có chạy xe vô thẳng vô chợ được. Nói chung là mình cũng đi chơi, chiều đi chơi mát coi đường xá sao nha cả nhà. Có mấy đứa nhỏ sớm mới chơi thả diều kìa. Có một cái người đầu đèn. Nhiều hình con cá mập. Vui ha. Trời ơi. Chiều thả diều vui quá trời. Trời ơi. Nhảy hip hop hả Tài? Hello kìa. Vui ghê không? Hello được. Thương quá dạ. Ơi, bà Sáu đóng tre đó, chắc là làm cái cu liêm dịp dừa nè. Con quay ra quay vô, quay bên phải bên trái rồi nha con nha. Bàn tay không mà có gì đâu. Thì mình quay để cho bà con thấy trồng cái gì, mọi người trồng cái gì á con. Ở quê á. Ngoài quay qua sông thì cho thấy cảnh sông thôi nha con. Cái mẹ chạy nó không quay được. Mẹ quay vô nhà, ví dụ quay vô nhà, coi cái nhà nó ra sao. Nó đẹp hay nó không đẹp, hay là nó nhà giàu hay là nhà không giàu. Ở bên phải nè, bên phải đi đắp con mát nè đó. Coi là sớm miền Tây buổi chiều mọi người sinh hoạt sao. Vui ha cả nhà. Mặc dù chưa thấy ai tên. Bây giờ chưa thấy ai tên. Đây. Bên trái nè. Ví dụ mới làm đường. Ủa làm chiều nó ra trước chơi cũng thích nữa. Ồ đã quá chứ, từ bữa giờ Ngân về này cả tháng rồi mà Ngân chưa có đi đường này bao giờ hết trơn. Thích thì thích thiệt luôn á. Quay ra quay vô bên trái rồi con. Chạy từ từ đi con. Quay ha. Thấy chưa?
giá. Ồ, nó trúng cái chống xe của ngoại nó bén á. Xe xe của ngoại có cái đồ gác chân nó bén á. Nó bị mất cái bột nhựa. Làm dấu đi mẹ. Hả? Làm dấu đi. Làm dấu chi? Làm dấu đi. Làm dấu gì? Giờ con cầm bên đây để cho thấy cảnh bờ sông nha. Thôi cái con cầm cầm ngược lại thấy cảnh nhà nha con. Nha. Cái này cái nhà à. Không, cái nhà thờ. Nhà thờ mà. Mẹ quay chưa? Không biết nữa, nãy Ngân lo nói chuyện mà Ngân quên. Đây là nhà thờ, ở chỗ Ngân ở chỉ có một cái nhà thờ vậy thôi, còn đi lên xã phía trên nữa thì có một cái nhà thờ bự hơn. Đâu? Ở chỗ này xa lắm con, ở lúc trên đầu Cù Lao trên đó đó, ở đây là giữa Cù Lao. Nhà thờ này hồi xưa thì lúc con Ngân còn nhỏ thì cũng không có được, nhưng giờ xây cất là đẹp ha, bự rộng lớn quá chứ. Rồi đi cầm chặt nha con. Để mà kéo được camera sơ sơ chứ. Rồi. Ví dụ như con thấy mà có xe tới thì con nép nép nha. Giờ không thấy ai, giờ không ai thấy ai chạy xe chứ. Tại đường này giờ cũng chưa hẳn được chạy thẳng về chợ được, có một đoạn làm chưa xong. Cho nên là bà con đi chợ đi kia không à. Rồi bây giờ con quay đi, con quay bên phải, con quay bên trái, rồi con quay trên đầu của mẹ nữa nha. Để cho thấy rõ được đi nha. Thu giỏi lắm à. Bên phải ghê quá trời rồi con. Cây che hết rồi. Cây che hết ha. Ôi, trời. Cái dừa nè, cái dừa này sao ăn có nước không? Ăn nước ăn. Ha. Cái dừa, cái cây dừa này có nước không trời? Sao nó giống như trái dâu vậy? Nó nhỏ xíu rồi, cả nhà nó nhỏ chắc cỡ đầu gối của mình à. Mà nhỏ hơn chắc cũng cỡ cái đầu gối mình nè. Trời trời, để coi diễn tả nó cỡ cái gì ta. Nhìn nó ốc trơn trời. Nó bự hơn trái ly kim an chút. Mà nó nhỏ, nó cỡ trái dưa hoàng kim vậy. Cỡ đó. Nước đâu uống rồi. Thấy cưng quá ha. Vừa giống gì ngộ trời. Chắc làm kiển thôi chứ sao uống. Đây để mày quay cận nè. Xui dở quá vậy. Đây. Từ từ rồi đi ha cả nhà. Mình đi tới đâu mình quay kỹ cho đó cái. Trời nó ốc cho trời. Xô nó nhìn mấy cái này cái nó hồi nó ốc. Nên mình kéo cái cây dài ra nè, tại con đang ngồi trên xe. Đó. Nó nhỏ xíu ha. Mà sai ghê, trong đó con buồn nó kìa, nãy con có quay thấy trong buồn trong đó không? Có ha. Đó. Ngộ thiệt. Nó vừa lùng nữa. Nó lùng nữa. Lùng ít á. Lùng tệt lùng ít á. Góc nó vậy nè. Còn bên đây là ghe cổ không à? Gì số? Ghe nè. Trời con dê nó kêu kìa. Nó kêu em bé kêu ha. Mẹ. Nó kêu thử thôi. Sao mày kêu giống quá giật hơn vậy? Nè, họ đi. Mẹ. Không giống mẹ, mẹ kêu là không giống bé nào luôn á. Nói xuống. Xuống nó nói mẹ kêu giống như quá giật, có chiếc xuồng nhỏ xíu à. Dí bên gà chơi. Không làm em thấy chạy xe ngang hay chạy ngang của đó là thấy là trúng lên nói em thôi rồi có cháu gà. Con quay con nhìn vô camera gọi cho con.
cả nhà. Nói chung video nào Ngân đi trên đường quê Ngân cũng nói đẹp. Tại mình hay cảm thấy trong lòng mình thích thú ha, mình thấy vui á. Ôi. Mấy cái lồng mà lưới đó là người ta nuôi ếch á. Có cái ao mua rau muống dưới cả nhà. Nuôi ếch với đó. Tao quay trúng cái gì vậy trời? Quay trúng cái gì vậy trời? Ừ. Rồi để đây coi. Đó. Nuôi nhiều quá ha. Rồi. Bên sông cũng có con đường lộ bên đó nó cả nhà quay bên sông rồi con. Đó. À, có đường lộ chạy xe bên đó, đó song song đường bên đây cũng đường cũng nhỏ nhỏ cỡ vậy nè. Sau này cái có ổ bún lông ổ chúa nữa không? Có đắp bộ bao rồi lại cái làm nó sập đẹp lại rồi mấy làm đổ bê tông vậy mới vừa xong luôn á, mới vừa xong đây cũng không có lâu cả nhà. Mừng quá bà con ai cũng mừng hết trơn. Mừng dữ lắm, mừng vui nữa. Vui ghê. Điều đường này vắng, ít xe chạy bằng cái đường nhà ngoại của Ngân. Đường nhà ngoại Ngân là xe dữ lắm. Ở quê hình như là đa số người ta hay trồng cây quất. Cái gì cơ? Cái đó là cái nhà mà người ta không mát mà bờ sông đúng không? Sao giống mấy giống trong mấy cái phim á. Ờ đúng rồi, nhà khách đó, nhà tiếp khách đó. Có cái dừa tam quan kìa. Không biết dừa tam quan không? Dừa màu vàng á, dừa màu vàng là dừa tam quan không? Nói cho con biết để con về quê mẹ con không bỡ ngỡ, đỡ bỡ ngỡ. Giống mấy chồng đó, giống mấy cái chồng phim đó. Ừ. Đó mấy cái nhà đó phải không? Ừ. Cho uống trà đâu đi. Ừ. Nhà chú của ông bà chủ đó. Ừ. Đúng rồi. Đây là cây quất nè. Mấy cây quất này uống có hột nó nhiều. Phải lựa cái hột ra chứ thôi nhai cái hột cũng chết luôn. Cái hột có nhai được mà đều nó hột nhiều làm biến nhai cả nhà, cái hột quất á. À con cầm vậy nha. Kệ đi con. Mời quá nha. Con quay đưa lên thấy cái đầu mấy chục. Đúng đúng đó đây vậy nè. Cả nhà thấy rõ ha, con cầm mẹ chạy tới chút được, chút nữa là con quay cho nó rõ. Phóng lên nha. Ờ con phóng đi rồi thu lại. Đẹp ha. Ôi nhà của ai vậy ta? Sao mà ở quê mà thiết kế được cái chỗ vậy, thích thiệt ha. Giống mà nhưng mà mình thêm một cái liều y vậy, thêm hai ba chỗ mấy bên hai bên nữa là mình mở quán được á, mở quán cà phê buổi sáng. Mà đều chắc không có ai uống. Có ai đâu, ở quê ít người, có mở trong chợ thì được. Rồi tiếp con chạy. Ủa tự nhiên kêu con chạy, con cầm cho mẹ chạy. Đường lộ thông thống mà trời, hết quá trời. Ở đó đồng bông cúc áo cả nhà, ở dưới đất đó con, bông cúc áo một tí. Đường này là đường song song với bên kia là vô nhà ông Út của Ngân á cả nhà, nhà mấy chú của Ngân á, đối diện bên kia hình như là chạy hút rồi, cũng sắp sửa tới chợ rồi đó. Đi học đường này nè.
từ nhà Ngân vô tới chợ là mấy cây cầu tỷ cầu tre người ta trồng rau lan kìa đó, còn mấy cô trồng rau lan kìa, con quay trên trại á, ở dưới đây nè, ờ trồng rau lan dọc đường nè. Ê con cầm đi. Ờ có em đó câu cá nữa kìa. Rồi đi. Hồi đó là mỗi lần đi ngang đi học ngang đây là tới nhà của ai là biết hết trơn, không có nhà nào bỏ sót một nhà nữa, biết hết trơn, rảnh trơn, giờ quên trơn. Đi phố đâu quá rồi, cái gì quên trơn. À, tới đoạn đường này hết đi đường rồi nè cả nhà. À, giờ vòng lại nha. À, mẹ con nói là mỗi lần mà mẹ con đi chợ mà chạy xe đạp tới đây thì mẹ con gửi đi bộ loại bộ khúc vậy nè. Trời cái đoạn đường này mà sao dám chạy xe qua đây, nó lọt xuống sông chết luôn chứ. Nghe con ha. Con xuống đi, xuống đi, xuống đi thì mẹ dùng xe lại. Tới tới chút cho bà con thấy cái đường nó rõ hả? Chạy con tay. Ở đây. Cái đường hết hơn. Người ta bỏ chỉ sơ dừa xuống dưới để cho nó đựng lầy mà cuối cùng nó còn hơn cái gì đi. Giống cái cổ hơn. Nó lầy còn hơn gì ha. Tưởng nó không lầy, ai ngờ lầy không tưởng. Nó bị sà mâu hả? Sà mâu cái gì? Bệnh á. Chó bệnh nó kêu là chó bệnh sà mâu á. Xéo xéo dưới đó nhà cũng ốc ông út Ngân dưới đó, nhà cũng mấy chú mấy cô dưới đó. Xe kìa cả nhà. Ờ con cầm cho mẹ. Ở trong cả nhà thấy cây cầu đó không? Để xe sao ta chạy. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Đó cái cầu đó là ngay chợ cả nhà. Mày đậu có gì nghe ha. Đúng rồi đó. Con cầm cho mẹ đi, cầm điện thoại cho mẹ đi. Đó người ta chạy qua đường nè. Tay lái cứng. Thông cảm nha anh. Bởi vì mẹ tưởng đâu là chưa có xe đi, ý là cái đường này không ai dám chạy. Ừ, trời, cái đường okay. Này mà không có xe đi. Cái đường này nè, mẹ nghĩ là không ai chạy, người ta đi đường kia không? Ai ngờ cũng có người đi nè. Hay thiệt luôn rồi. Trọng Năng không dám chạy đâu. Chỗ chân hụt cái xuống như đây luôn. Chụp tấm hình cái. Nghe mẹ con chụp tấm hình cái. Giờ nó nguy hiểm nghe, nó nặng cái đầu quá cả nhà. Bên mặt ở đây con. Chụp tấm hình cái. Cười lên nha. Cười lên nha con. Xuân giờ nó muốn cao hơn Ngân nè cả nhà. Rồi đứng đây, đứng đây, đứng đằng ngoài nè con. Đó. Cao rồi đó, nay bự hơn mẹ rồi. Không biết. Không mẹ. Không mẹ. Đưa mẹ, đưa mặt ở đây đó. Nè, chụp tấm nữa nè. Gì ghê trời. Vậy con chụp mà mới kêu chụp hình để làm kỷ niệm mà. Sẵn cảnh đẹp chụp chứ biết bao giờ mình mới về quê lại nữa, lâu lắm. Đợt này con về nghỉ hè, cho mấy xu nghỉ hè là tới Tết con mới về nữa. Mà Tết thì về chỉ có được chừng 2-3 ngày, 3-4 ngày. Còn ngày nghỉ hè thì về được lâu. Nào quay thế đi. Cười lên. Cứ nhắc tươi lên là cười lên, ai ngày mới nói cười lên. Nè quay mặt cái nữa rồi đi về nè. Cười lên, cười lên con. Con cứ quay sau lưng không vậy? Cười lên. Đứng tự nhiên hồn nhiên lên. Cười lên, hồn nhiên lên. Hồn nhiên dữ chưa? Dữ rồi. Có hồn nhiên không, không bằng mẹ. Thấy mẹ, mẹ hồn nhiên không? Mẹ già chứ mẹ hồn nhiên thấy sợ luôn. Hết hồn luôn. Khúc này mới thấy cái đường nó đẹp nè. Đẹp chưa? Đẹp. Đứng đây chụp tấm nữa con. Đây. Nãy giờ mẹ con mình đứng bích cái màn hình nên không thấy cái đoạn đường nó đẹp. Em chào cả nhà. Hồi nãy đầu video chào, giờ cuối video cũng chào. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Hai mẹ con chạy một vòng là coi như là cũng gần nửa tiếng đồng hồ á. Vừa chạy vừa quay nó mất thời gian, chứ còn đoạn đường từ nhà Ngân đi vô tới đây chưa tới chợ nữa. Tới chợ thì cây mấy số, mình đi vô tới đây chừng cây số rồi.
À, mỗi lần mà Ngân quay cảnh chợ, đi chợ, Ngân hay quay cây cầu đó là mình đứng đây mình nhìn thấy cả nhà. Để mà dòng xe lại. Con cầm camera cho mẹ để nó đón xong không? Cầm sao? Thế ta đến đó người ta vòng lại, người ta đâu qua đâu. Con cho nó quay ra xong chút. Con để camera đứng ngay chỗ con á, đứng xích vô chỗ con á. Camera. Con đứng ngay chỗ mẹ nè. Con qua cho mẹ chừng 2 phút nữa rồi. Thôi thôi thôi. Dạ. Vừa mới làm nên không có cây cối nhiều. Cô quen quá à. Thấy quen lắm á cả nhà. Hình như là bà xã của thầy giáo mà dạy ngôi trường cấp 1 hồi xưa con học á. Vợ của thầy tổng phụ trách á. Thì là chào cô đi. Mà mẹ ngồi ngọ nó không dám chào. Nhiều khi không đúng phải không? Ôi. Đây nè. Mai. Mai vàng nè cả nhà. Ủa một vườn mai luôn, trời một rừng mai luôn á, chứ không phải là một vườn ha. Mai rừng này, mai rừng, mai chưa có hoa uống éo gì trơn á. Uống éo. Trời luôn. Mai rừng á, mai tàn á con ha. Rồi. Rồi. Xu ghé mặt qua nè con. Xu. Ghé bên trái nè. Bên trái là mình đưa bên đâu vậy? Bên trái mẹ nè. Ghé mặt qua nè, đúng rồi. Không thấy mặt con á, không rõ nha. Mẹ kết thúc video á con, nhí nhí bên trái cho thấy mặt. Con làm gì con núp cái mặt con vậy Su? Cái mặt con sợ cái mặt con, thấy cái mặt con bự, mặt mẹ còn bự hơn mặt con đó, con lo gì. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để cho Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Thì chiều nay là Ngân dạo một vòng đoạn đường quê, đoạn đường nông thôn mới từ nhà Ngân, nhà mẹ của Ngân á, nhà mẹ của Ngân ở quê á, đi chạy vô chợ dạo một vòng buổi chiều cho mọi người xem cho vui nha. Nhưng mà Ngân thì Ngân có gia đình ở trên phố rồi. Ngày mai là Ngân đi về lại thành phố rồi, thì về quê mẹ từ hổm rày cũng hơn tháng rồi, Ngân mới có dịp chạy lên cái đoạn đường này. Tạm biệt ngôi sẵn trường thân yêu. Sẵn mình chạy lên mình tạm biệt cái đoạn đường thân yêu quen thuộc ngôi trường thân yêu hả, đoạn đường tuổi thơ của mình á. Rồi ngày mai mình đi thành phố luôn, rồi sẵn Ngân quay cho cả nhà xem luôn. Bây giờ nó thay đổi nhiều quá hả? Ờ may á con mưa. Thôi đi về để mưa. Nè cả nhà, Su nó tưởng tượng cái đám mây mà đang bay á là nàng tiên cá kìa. Giống quá ha. Giống như nàng tiên cá có cái đuôi kìa con ha. Ha cả nhà. Y chang luôn á, hay thiệt, hay thiệt. Dạ. À, cô cô phải nè, phải bà xã của thầy Nhiên không? Ừ. À bởi vậy con nói thấy cô quen dữ lắm luôn. Con ai? Con về nào? Con về hổng gài, vậy cô biết con ha. Dạ. Chiều đi dạo quay phim chơi. Con làm đâu, chồng gì đâu? Con chồng về thành phố. Rồi về quê mẹ con chơi hổng gài. Vậy giờ ngày mai con đi rồi. Cho nên là chạy dạo một vòng đây thấy đoạn đường làm lại thấy đẹp quá, thấy vui quá. Chạy quay phim chơi. Nhà nhà cô cũng còn chỗ củi ha. Dạ. À, mới con về. Dạ. Rồi chạy theo cô đó một chút nữa.
con về nha con. Nhà cô đây hả? À chưa tới ha. Ừ. Nhà đây nè, nhà trước cửa có cây quắt nè. Là nhà của cô nè. Con nhớ mẹ mãi, bên phía phải con quẹo quẹo phải. Đây cái nồi tím tím. Thấy cái nhà này là như nhà này á, hình như nhà này nè. Nói chung là hai nhà không biết là nhớ nhà nào chính xác nữa. Hình như nhà này á. trước có cây quắt á, con quay lên cây quắt nè. Đó, hình như nhà này quá. Nhớ chừng vậy á, vì hồi đó đường nó khác, giờ nó khác cho nên nhìn không ra. Lúc mà lên cấp 3 á, mình đừng có lựa có cái trường nào mà áo dài nha. Nghe mà. Đâu có nhiều trường cũng đâu mà áo dài đâu. Mình biết rồi, nhưng mà cái lực học của con thì nhà trường không theo tiếng thì từ từ tới đó là tính chứ còn xa lắm con. Mà mẹ cũng ơi bên trái nè con, rồi xong nè. Tôi nhớ mấy xuôi chiều mà mát mát để chạy vòng vòng. Chơi. Trường ở trước cửa nhà con tôi chạy vô thẳng vô chợ luôn rồi đi về. Không thấy chưa tới chợ quên. Chiều tối rồi sụp nắng rồi, quay nó mờ quá. Này con cầm đi. Cái dạng mướp người ta để thấy ghê mà quay góc mớp không. Không quay cái tái, không quay cái tái. Rồi giờ dọn sẵn về nhà nha cả nhà. Chiều hai con đi chơi, thích mà bên trái rồi con, cứ bờ sông. Anh nói quay sông hơi nhiều rồi đó. Đâu có núi đâu quay. Cũng không có biển. Vậy ngon ở Vĩnh Long mà đâu có biển. Bây giờ ở An Giang ha cả nhà, An Giang núi là non rồi. Quá trời hùng vĩ. Đẹp. Bay nha. Bay đi, bay đi. Bye. Bay dữ chưa? Bay dữ rồi. Bay nha. Quay đa dạng như con gái nha. Mẹ chạy rồi hả? Trong trong tre này Nobita. À Nobita. Nobita. Tre này Nobita. Ờ là ta kìa. Lâu gặp rồi ta. Con đi đâu vậy? Đi chơi. Tính hỏi nhà bà Tám ở đây hả? Trời ơi ghét ghét nhà Ngân á. Ngân sao ở nhà từ nhà bà Tám ở trên kia. Mà tại vì đường nó lạ quá, làm đường nó lạ quá nhìn không ra. Đi bên trái rồi con. Hết mờ rồi. Chó rồi, nó sủa quá rồi. Gần tới nhà rồi cả nhà. Trời ơi, đây là có một đó. Hàng xóm đang chờ chuyện. Bè chứ lộ luôn. Bye. 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 Chào chứ vừa gặp mà yeah. Ba gì chào. Con người dưới quê thân thiện quá. Rồi, tới nhà rồi. Bên trái rồi con. Con này. Trời ơi, làm đâu chạy. Con chắp lưỡi chỗ đó là không có. Thấy mệt. Rồi, xuống. Rồi, tắt máy đi.